Chào anh chị, thị trường chứng khoán của chúng ta từ cái việc mà chúng ta thấy là xuất hiện cái mẫu hình nến Hammer báo cho chúng ta một cái tín hiệu là đảo chiều tăng trở lại trong ngắn hạn, thì thị trường liên tục có 5 cái phiên tăng điểm liên tiếp như thế này. Và kết phiên ngày hôm nay thị trường vẫn giữ được sắc xanh với cái mức tăng điểm khoảng 14 điểm và chúng ta thấy hiện tại đang tạm đóng cửa tại khu vực là 1.256 điểm. Và theo cái lối phân tích kỹ thuật, khi mà thị trường của chúng ta tăng điểm như thế này thì dần nó đang chạm vào cái vùng kháng cự. Tại cái khu vực mà chúng ta thấy là vùng điểm 1.255 cho đến cái khu vực mà 1.265. Đây là cái vùng chỉ báo, chúng ta thấy là cái khu vực kháng cự tương đối là nhạy cảm. Nơi đó cái chỉ báo Fibonacci 0.618 đang hiện diện. Tức là về lối phân tích kỹ thuật thì tại khu vực này nó sẽ có cái áp lực bán chốt lời ra. Riêng trong room đầu tư của chúng ta thì đối với các anh chị nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì mình cũng đã báo các anh chị chốt lời quanh cái khu vực này một phần tỷ trọng. Vì cơ bản các cái cổ phiếu như là VB Bank, Hòa Phát, STB, Techcombank, chúng ta gom những cái nhịp mà thị trường nó rung lắc và nó điều chỉnh như thế này, gom những cái vùng giá tốt thì các anh chị chốt lời những cái khu vực này nó cũng đã có cái tỷ trọng từ lợi nhuận từ 20 đến 30%. Do vậy thì ngắn hạn các anh chị có quyền để các anh chị chốt lời và bảo toàn lợi nhuận. Tuy nhiên thì xét theo một cái xu hướng trung hạn uptrend như thế này thì đối với lối đầu tư và phân tích kỹ thuật theo cái định giá giá trị thực của một cổ phiếu á, thì các anh chị nhà đầu tư theo cái lối trung hạn vẫn tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát thị trường, kỳ vọng thị trường có những cái nhịp bật phá và vượt thoát ra khỏi cái khu vực 1.270 như thế này thì nó sẽ rất tích cực để chúng ta kéo chỉ số chung của thị trường của chúng ta lên đến những cái mốc kỳ vọng cao hơn nữa. Do đó thì trong xu hướng trung hạn thì khuyến nghị các anh chị tiếp tục nắm giữ để có thể gia tăng thị trọng. Dù cái ngắn hạn của chúng ta có những cái biến động, những rung lắc, tuy nhiên thì xét về một cái tầm nhìn, một cái mức nhìn trung hạn á, thì chúng ta vẫn đang trong một cái kênh uptrend tăng trưởng. Chúng ta hãy cùng nhau dành một ít thời gian để chúng ta cùng nhau nhìn lại và đánh giá lại những cái diễn biến chính của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thị trường của chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy là nó đã tạo ra một cái sự cộng hưởng cũng như là một cái sự đồng thuận. Kết thúc thị trường của chúng ta vẫn giữ được sắc xanh, của đây là một cái điều mà chúng ta thấy là rất là tốt trong cái tình trạng mà chúng ta nhìn một cái xu hướng trung hạn tăng trưởng tiếp theo. Và các anh chị tinh ý thì đều có thể nhìn thấy là cái lực kéo của thị trường của chúng ta hiện tại 4 năm phiên gần đây nó thực sự rất mạnh, rất quyết liệt và có trọng tâm. Và trọng tâm này chúng ta thấy là nó đang tập trung vào các cái nhóm ngành dẫn dắt như là ngân hàng, sắt thép, chứng khoán. Ngày hôm nay thì có sự đồng thuận thêm của nhóm dầu khí. Đó cũng là một trong những cái cổ phiếu mà chúng ta liên tục được kỳ vọng và khuyến nghị các anh chị mua gom những cái khu vực mà thị trường rung lắc á, những cổ phiếu như là Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim. Dòng ngân hàng thì chúng ta thấy STB, TCB, VB Bank. Dòng chứng khoán thì chúng ta thấy là một đại diện rất là tích cực, đó là cổ phiếu VNRED với mã cổ phiếu VND. Đó là những cổ phiếu mà chúng ta đang dồn cái trọng tâm và cái trọng lực để chúng ta đầu tư trong một cái xu hướng trung hạn. Tại vì cái kỳ vọng cũng như là cái định giá từ cái báo cáo tài chính của chúng ta đến từ cái cổ phiếu này nó tương đối là tích cực, đúng không ạ? Tiếp theo đó thì chúng ta nhìn vào những cái động thái cũng như là cái hành động của khối ngoại trong phiên ngày hôm nay. Khối ngoại trong phiên ngày hôm nay lại tiếp tục bán ròng. Chúng ta thấy là khối ngoại đã bán ròng 3 phiên rồi. Thì cái tổng cái giá trị bán ròng trong phiên ngày hôm nay trên sàn thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 780 tỷ đồng. Trong đó chúng ta thấy là khối ngoại tập trung vào mua các cái cổ phiếu như là VB Bank với cái giá trị là khoảng 115 tỷ đồng. VB Bank, rồi STB thì các anh chị thấy cái giá trị mua là khoảng là 48 tỷ đồng. Tiếp theo đó là Vietcombank, khối ngoại mua 43 tỷ đồng. Ngoài ra thì chúng ta thấy còn có các cái dòng thép như là Nam Kim và Hoa Sen với cái mức mua khoảng 21 và 18 tỷ đồng. Ngược lại thì cái chiều mà chúng ta thấy là cái chiều đỏ, tức là hoạt động bán đến từ khối ngoại, thì chúng ta thấy là tập trung cái tỷ trọng vào Hòa Phát này khoảng 190 tỷ, Vincom Retail 187 tỷ đồng. Ngoài ra thì Công Thương, MSB và VCI cũng là các cổ phiếu mà bị khối ngoại tập trung bán ròng trong phiên ngày hôm nay. Cái hoạt động của tự doanh chúng ta cũng thấy là có cái hoạt động bán ròng khoảng 36 tỷ đồng, chốt lời ngay cái khu vực mà chúng ta thấy là cái khu vực theo cái lối phân tích kỹ thuật từ vùng 1.255 cho đến vùng 1.265 này. Đây là cái khu vực chúng ta gọi là kháng cự ngay tại chỉ báo Fibonacci 0.618. Đây là một trong những cái khu vực chúng ta thấy là kháng cự khá là nhạy cảm. Do vậy thì về mặt ngắn hạn thì những rung lắc áp lực chốt lời như thế này chúng ta cho là những cái tín hiệu rất tự nhiên và rất bình thường của việc khi mà nhà đầu tư có lời họ sẽ đẩy ra cái áp lực chốt lời khu vực này. Nhìn nhận một cái xu hướng trung hạn thì uptrend, do vậy tiếp tục khuyến nghị các anh chị nắm giữ các cổ phiếu tốt nha. Nắm giữ là phải nắm giữ các cổ phiếu tốt, các cổ phiếu tích cực, đầu tư
về xu hướng trung hạn, cũng như là các anh chị đã mua và gom được những cái vùng giá tốt tích cực á, thì các anh chị mới nắm giữ. Còn về mặt cơ bản mà các anh chị nắm giữ các cổ phiếu xấu, các cổ phiếu nhỏ lẻ đang trong cái vòng xoáy giảm điểm thì các anh chị không nên giữ, mà các anh chị được khuyến nghị là chờ cái mức hồi để các anh chị bán cắt và cơ cấu sang các cổ phiếu khác tốt hơn. Rồi, tiếp theo video ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc phân tích các cổ phiếu được quỹ đầu tư ETF VN Endowment họ mua bán những cái cổ phiếu nào, họ đang giữ những cái cổ phiếu nào với cái tỷ trọng cao để các anh chị nhà đầu tư, các anh chị nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường cũng như ít kinh nghiệm thì các anh chị cũng được mình đưa một cái khuyến nghị là các anh chị nên mua bán, tập làm quen và mua bán với các cổ phiếu tốt như thế này. Thì về cơ bản các quỹ họ đầu tư và họ chọn lọc với anh chị, các anh chị thì các anh chị thấy là cái phân bố tài sản theo ngành tại đây thì họ sẽ phân bố và phân bổ ra rất nhiều cái danh mục. Một cái danh mục của họ thì sẽ rất là đa dạng với các cổ phiếu niêm yết mà nó có vốn hóa trên thị trường lớn, có thanh khoản tốt trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Và các nhóm ngành họ phân bổ, các anh chị có thể thấy là phân bổ vào nhóm ngành ngân hàng tỷ trọng cao nhất 40,8%, đúng không ạ? Tiếp theo đó là thiết bị phần cứng công nghệ 16,4%, bán lẻ là khoảng 14,6%. Tiếp theo đó là chúng ta thấy là bất động sản, dệt may và hàng tiêu dùng với cái mức phân bổ từ 8,5 cho đến 8,1%. Một cái quỹ đầu tư với vốn hóa lớn như thế này thì tất nhiên họ phải chia nhỏ cái vốn đó ra theo từng cái danh mục mà chúng ta thấy là phân bổ theo ngành như thế này. Tuy nhiên thì ngành ngân hàng vẫn là cái ngành được các quỹ đầu tư họ chú trọng và họ tập trung nhiều nhất để họ đầu tư với cái tỷ trọng cao, khoảng 40% cái dòng tiền họ đầu tư vào là nhóm ngành ngân hàng. Đây là đối với các quỹ họ nhiều tiền thì họ nên làm như vậy. Còn các anh chị nhà đầu tư nếu như cái vốn anh chị quá nhỏ và quá mỏng thì theo lời đầu tư và cái khuyến nghị chia sẻ theo quan điểm và cách nhìn nhận cá nhân của mình á, thì các anh chị chỉ nên tập trung từ 2 đến 3 cổ phiếu để các anh chị đánh tập trung thì nó sẽ phù hợp với hơn cái tình trạng mà anh chị đánh quá là lan man. Các anh chị đánh quá là lan man nó sẽ khó quản lý, cũng như là cái việc mà các anh chị tạo cái mức lợi nhuận nó cũng không có tốt nha. Thì ví dụ như trong room của chúng ta đang tập trung vào các cổ phiếu ngành ngân hàng, STB, VB Bank, rồi VN Direct, đó là cổ phiếu chúng ta gom vào, chúng ta tập trung vào để chúng ta cùng nhau là có được cái sự đồng thuận và cái mức lợi nhuận của chúng ta nó lan tỏa tốt hơn. Và đây là 10 cái khoản đầu tư lớn của quỹ ETF VN Endowment. Các anh chị thấy là cái danh mục đầu tư họ nằm ở đây. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào việc phân tích cụ thể và chi tiết hơn 10 cái cổ phiếu của họ đang đầu tư để chúng ta cùng nhau nắm bắt cái xu hướng và tình hình chung nhé. Đầu tư chúng ta thấy là cổ phiếu FPT này 16,4%. 16,4% tỷ trọng. Chúng ta lấy mã cổ phiếu FPT nhé. Đối với FPT phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là sau cái lực tăng điểm thì nó lại giảm và về sát lại với tham chiếu. Mình nhắc lại đối với các nhà đầu tư mà thường xuyên xem kênh của mình á, thì FPT chúng ta gọi là một cổ phiếu phòng thủ trong danh mục. Tức là trong danh mục chúng ta cần phải có một cổ phiếu phòng thủ, một cổ phiếu tăng trưởng cũng như là một cổ phiếu có cái tầm nhìn về dài hạn để chúng ta gom dần. Thì đó là cái lối đầu tư và phân bổ danh mục mà theo quan điểm cá nhân của mình là mình thấy nó mang lại hiệu quả cao nhất cho đến thời điểm hiện tại. Với FPT chúng ta xem nó là một cổ phiếu phòng thủ, tại vì cái lối đánh và cái biểu đồ kỹ thuật các anh chị thấy là cực kỳ chắc chắn như thế này, đúng không ạ? Cực kỳ chắc chắn. Và các anh chị nhìn vào cái biểu đồ kỹ thuật, mình sẽ nốt lại một vài thông tin như sau. Thì dựa vào các cái mẫu hình nến và cái xu hướng gần đây nhất thì chúng ta thấy là xu hướng của FPT vẫn đang là cái xu hướng là sideways, tức là tích lũy đi ngang. Về tâm lý nhà đầu tư thì chúng ta thấy là FPT vẫn giữ được một cái xu hướng lạc quan. Một cổ phiếu giữ được xu hướng lạc quan như thế này thì kỳ vọng nó sẽ tiếp tục tăng điểm và giữ được mức cao. Tuy FPT chúng ta thấy là cái phiên tăng điểm nó không liền mạch, tuy nhiên thì nó lại giữ nhịp cực kỳ tốt. Đó mới chính là cái xu hướng gọi là cái xu hướng phòng thủ. Dù cái thị trường của chúng ta nhiều biến động, tuy nhiên những cổ phiếu phòng thủ như thế này nó vẫn giữ được một cái trạng thái cân bằng cho danh mục đầu tư của chúng ta, rất là tích cực nhé. Thì cái này cổ phiếu FPT mình khuyến nghị các anh chị là nên giữ FPT đầu tư dài hạn một tí nha. Với cái góc nhìn mà chúng ta đầu tư giá trị thực, các anh chị cần cái bản định giá giá trị thực của FPT thì trong room khuyến nghị của chúng ta mình thường xuyên cập nhật cho các anh chị nha, thường xuyên cập nhật cho các anh chị để các anh chị có thể tham khảo những cái bản định giá giá trị thực như thế này. Thì cái cách tham gia room á, thì các anh chị ở phía dưới phần mô tả của mỗi video, các anh chị ở phía dưới phần mô tả của mỗi video này này, đây thì mình đều để cái room khuyến nghị này, các anh chị bấm vào tham gia miễn phí nhé. Không có bị tính phí lấy phí gì đâu thôi, các anh chị cứ bấm vào để các anh chị tham gia room đầu tư của chúng ta.
Đó, và đối với FPT thì chúng ta thấy là cổ phiếu đang trong cái trạng thái sideways đi ngang khu vực này, thì cái định giá và cái mục tiêu mà chúng ta đang nhìn nhận mà FPT có thể đạt được trong cái hướng nhìn nhận xu hướng của mình là ngay tại cái vùng 86 đến cái khu vực 88, tức là cái mục tiêu chúng ta đang kỳ vọng nhé. 86 đến cái vùng 88. Còn mua mới thì đối với FPT cái giai đoạn này, cái vùng 83 này cổ phiếu đang rất là lưng chừng, nó cần về cái khu vực hỗ trợ đó là quanh cái khu vực 81x ở đây thì sẽ phù hợp để các anh chị mua mới. Nếu như cổ phiếu nó không lùi về những cái vùng hỗ trợ mà nó đạt kỳ vọng cũng như là cái biên an toàn tốt thì các anh chị có thể là cân nhắc đợi thêm những cái khu vực mà nó có cái giá tốt, biên an toàn cao thì các anh chị mới mua nhé, tránh cái tình trạng mà chúng ta bị cái hiệu ứng FOMO bỏ lỡ thì các anh chị mua đuổi những cái vùng giá cao này. Ví dụ phiên ngày hôm nay mà các anh chị FOMO theo, các anh chị mua cái vùng đỉnh này thì về cơ bản các anh bị lỗ khoảng 2% trong phiên rồi đó. Do vậy thì chúng ta cần đợi cổ phiếu lùi về những cái vùng hỗ trợ an toàn, biên an toàn tốt để các anh chị mở cái vùng mua mới thì nó sẽ an toàn và phù hợp. Tiếp theo đó chúng ta đến với cổ phiếu của Thế Giới Di Động ạ. Đây, đối với cổ phiếu của Thế Giới Di Động thì mình đã báo cho các anh chị trong room mua trong phiên ngày 19 tháng 4 tại đây. Đó, mình đã báo các anh chị mở vùng mua trong room á. Thì cái vùng mua này nó đạt tại cái thời điểm của chúng ta khoảng vùng giá 134, vùng giá 134 của cổ phiếu Thế Giới Di Động thì chúng ta mở vùng mua. Thì cái phiên rung lắc hôm bữa thì tiếp tục gom thêm ngay cái tại cái khu vực ngày 4 tháng 5 tại đây, ngay tại cái vùng giá là 138. Mua thêm tại cái vùng giá dưới 139 đúng không? Mình báo cho các anh chị trong room đó. 138, 139 thì gom thêm. Đó là những cái thời điểm mà chúng ta gom vào tại những cái vùng giá có cái biên an toàn tốt. Và theo cái tính chất này thì các anh chị tiếp tục nắm giữ. Thế Giới Di Động là một cái cổ phiếu chúng ta thấy là cái lối đánh nó cũng tương đối là chậm. Tuy nhiên thì cái nền và cái biên theo cái tín hiệu, cái biên độ kỹ thuật chúng ta thấy là cực kỳ chắc chắn và chặt chẽ như thế này. Gần nhất ở đây nó đang xuất hiện cái mô hình là double bottom, tức là mô hình đảo chiều tăng. Đó, do vậy thì nhìn vào một cái xu hướng trung hạn ở đây thì các anh chị thấy là cái tính chất kỹ thuật của nó vẫn đang là cái xu hướng tăng điểm và tăng giá nha các anh chị. Đó. Thì ở đây mình báo cho các anh chị là kỹ thuật nó đang là sideways trong ngắn hạn, tâm lý là lạc quan. Với cái tâm lý là lạc quan này thì các anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ để quan sát cổ phiếu sẽ tiếp tục duy trì những cái vùng cao hơn. Thì mục tiêu của Thế Giới Di Động gần nhất chúng ta đang kỳ vọng là vùng 150 ạ. Đối với mua mới thì nó đã trải qua hai cái vùng mua mới mình đã báo cho các anh chị rồi. Do vậy thì chúng ta cần đợi thêm những cái mô hình nến và cái mô hình giá để mình có thể báo tiếp cho các anh chị quan sát. Tiếp theo là cổ phiếu VPBank đúng không ạ? VPBank này. Rồi, VPBank thì room của chúng ta đã nắm giữ những cái vùng mua từ ở phía dưới đây hoặc là gần đây nhất thì chúng ta báo được cái vùng mua 42, 43 phía này. Rồi gia tăng thêm những cái khu vực rung lắc như thế này. Do vậy thì cái lợi nhuận nó đang mang lại cho chúng ta là từ trên 30%. Trên 30% cái lợi nhuận. Do vậy thì một cái cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ như thế này là cực kỳ tốt rồi. Việt Nam cổ phiếu của VPBank liên tục báo cho các anh chị nhà đầu tư trong room. Và cái vùng định giá mới nhất của mình đối với VPBank là nó đạt từ cái vùng khu vực 57 đến cái khu vực 62, 63 phía trên này. Do vậy thì chúng ta cần dùng cái kỹ thuật chặn lãi để chúng ta có thể chốt lời tốt nhất. Hiện tại cái khu vực mà các anh chị thấy chặn lãi là quanh khu vực 57 và 58. Nếu như giá và nó biến động giảm dưới khu vực này thì các anh chị có thể bán chốt lời được rồi đối với VPBank nhé. Còn hiện tại giá nó vẫn đang tiếp tục tăng trưởng như thế này này thì các anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ tiếp theo. Về xu hướng kỹ thuật thì các anh chị thấy là cổ phiếu VPBank đang có xu hướng tăng và cái tâm lý của nhà đầu tư với các cái mẫu hình nến mà các anh chị nhìn vào đây rất cụ thể này. Maroboju và những cái lực cầu, cái lượng bán tăng rất là mạnh. Cái khối lượng nó lại duy trì thường là gấp đôi so với cái giá trị trung bình, tức là trên 20 tỷ cổ phiếu. Như vậy thì cái khối lượng nó đạt được cái điều kiện cần và đủ. Đó, cái điều kiện cần và điều kiện đủ để chúng ta có thể là tiếp tục nắm giữ cổ phiếu VPBank hướng đến những cái ngưỡng mục tiêu cao hơn. Hiện tại cái ngưỡng mục tiêu mà mình đang kỳ vọng đối với VPBank tiếp theo mà các anh chị có thể đặt ra đó là quanh cái khu vực 62 này. Đó, khu vực 62. Mua mới thì tất nhiên là nó không có cái biên an toàn tốt, do vậy thì mình không khuyến nghị các anh chị mua mới thêm nữa đối với VPBank trong cái giai đoạn này nhé. Tiếp theo đó là cổ phiếu Techcombank này. Techcombank thì các anh chị thấy là cái vùng chúng ta cũng đã có những cái biến động ở đây để chúng ta mở cái vùng mua đúng không ạ?
những cái vùng mua. Và đến thời điểm này tất nhiên là nó vẫn còn đang tăng cao rồi, nó vẫn đang tăng cao. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn cái xu hướng của VPBank như thế nào. Thì các anh chị thấy là cổ phiếu của Techcombank này, cái xu hướng kỹ thuật đang là xu hướng tăng, và những cái màu hình nến tại đây đang cho thấy cái lực tăng rất là hưng phấn, khối lượng lực cầu rất là đảm bảo. Chúng ta thấy là nó giao dịch từ 28 triệu cổ phiếu, rất là tích cực. Đó, cái phiên gần nhất nó tạo một cái gấp tăng, và gấp tăng này cho chúng ta thấy cái sự hưng phấn với các cái mẫu hình nến Marubozu như thế này là cực kỳ lớn của Techcombank. Thì theo cái xu hướng phân tích kỹ thuật thì Techcombank sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ lên cái khu vực 47 đến 48, rồi sau đó sẽ điều chỉnh và có cái hành động lắp ráp trở lại nha. Do vậy thì cái kỳ vọng, cái mục tiêu của chúng ta đang hướng đến cho Techcombank sẽ là cái khu vực 46 nhé, khu vực 46 đến khu vực 48. Thì đối với Techcombank như thế này thì phù hợp cho các anh chị cái lối đánh là ngắn hạn kỹ thuật, lối đánh đầu tư theo xu hướng kỹ thuật và cái xu hướng dài hạn nhé. Cổ phiếu vẫn được chúng ta nắm giữ và định giá tốt. Tiếp theo đó là cổ phiếu của ngân hàng quân đội với mã cổ phiếu là MBBank. Rồi, MBBank đây các anh chị, MBBank thì các anh chị có thể thấy là nó yếu hơn so với STB, Techcombank và VBank. Tại vì các anh chị thấy là nó đang gặp cái vùng kháng cự đỉnh tại khu vực 31.8-32 ở đây, thì nó đang gặp áp lực chốt lời. Tuy nhiên thì cái lượng cầu và cái lực cầu nó cũng tương đối mạnh. Do vậy thì về mặt cái xu hướng kỹ thuật tại đây chúng ta chốt lại một ít. Đó là cái xu hướng CY, đó là xu hướng đi ngang. Tâm lý của mẫu hình nến này là tâm lý lạc quan ạ. Thì cái mục tiêu của MBBank thì các anh chị có thể giữ, thì mình sẽ thấy là cái khu vực gần nhất đó là cái khu vực 32, đó là cái khu vực mục tiêu mà chúng ta đang kỳ vọng gần nhất, là các anh chị có thể chốt lời trong ngắn hạn quanh khu vực 32 rồi. Còn vượt qua khu vực 32 thì chúng ta đang kỳ vọng đến khu vực 34 của cổ phiếu MBBank nhé. Còn cái điểm mua mới á, thì nó xảy ra ở khu vực 30X, nó đã trải qua rồi. Do vậy thì chúng ta cần chờ những cái vùng mua mới tốt hơn để các anh chị có thể tham gia mua mới nhé. Tiếp theo đó là cổ phiếu của vàng bạc đá quý Phú Nhuận với mã cổ phiếu là BNG. BNG đang giữ nền rất là tốt anh chị, và cái xu hướng mà chúng ta thấy là cái xu hướng ở đây là cái xu hướng tăng trưởng. Vẫn đang là cái xu hướng tăng điểm. Và chúng ta thấy là BNG với mẫu hình nến và cái biểu đồ kỹ thuật, chúng ta thấy là liên tục xây những cái nền tăng rất là chắc chắn và chặt chẽ như thế này. Thì cái xu hướng tâm lý hành vi, các mẫu hình nến ở đây chủ yếu là cái khối lượng cầu và cái lượng mua đến từ các quỹ đầu tư lớn, họ tiếp tục gom và gia tăng đối với BNG. Như vậy thì cái xu hướng này nó mang và nó đạt được cái trọng tâm là lạc quan. Cái mục tiêu mà chúng ta đang kỳ vọng và hướng đến cho cổ phiếu BNG đó là cái khu vực 100 điểm nha. Mình đang hướng đến cái khu vực 100 điểm, khuyến nghị các anh chị tiếp tục nắm giữ cổ phiếu BNG nha. Còn cái vùng mua mới á, thì nó sẽ phù hợp ở cái khu vực 95, khu vực 95. Nó đang có khu vực 95 ở đây thì nó sẽ có cái biên an toàn là 0.7. Một cổ phiếu có cái biên an toàn trên 0.7. Đó là những cái vùng chúng ta thấy là nó tương đối an toàn để các anh chị có thể mở vùng mua mới nhé. Tránh tình trạng các anh chị mua đuổi giá xanh. Các anh chị nên kiên nhẫn và đợi những cái phiên rung lắc điều chỉnh quanh khu vực 94, 95 ở đây thì các anh chị mới mua mới được đối với BNG nhé. Còn nó không về thì thôi, các anh chị có thể bỏ qua, chờ những cái cơ hội khác tốt hơn, hoặc là chọn lọc các cổ phiếu khác. Rất nhiều cổ phiếu để các anh chị chọn lọc, nếu như các anh chị biết cách đầu tư và lọc đúng các cổ phiếu nhé. KDH. KDH xu hướng kỹ thuật tích cực tăng điểm nha các anh chị. Xu hướng kỹ thuật tích cực tăng. Dòng tâm lý đang là dòng tâm lý lạc quan. Thì cái mục tiêu thì chúng ta quan tâm nhất ở đây, cái mục tiêu đang kỳ vọng là cái vùng 37 trong ngắn hạn. Vượt cái vùng 37 này sẽ kỳ vọng cái vùng 40 của cổ phiếu KDH đấy. Xu hướng tăng và tâm lý lạc quan này khuyến nghị các anh chị tiếp tục nắm giữ. Điểm mua mới thì nó đã trải qua rồi. Những cái khu vực ở phía dưới này của mình cũng đã phần nào báo cho các anh chị điểm mua mới. Như vậy thì cái điểm mua mới của KDH hiện tại đang ở cái trạng thái nằm chờ nhé. Có cái vùng mua mới thì mình sẽ tiếp tục báo cho các anh chị. CTG. Rồi CTG thì chúng ta thấy là cái xu hướng kỹ thuật đang là cái xu hướng xoay quay đi ngang.
tâm lý vẫn đang là cái tâm lý lạc quan, do vậy thì vẫn không quá gì là lo ngại đối với các anh chị nhà đầu tư đang đầu tư cổ phiếu này nhé. Chúng ta thấy là cái mục tiêu của CTG trong ngắn hạn là có cái áp lực bán và chốt lời tại khu vực 43.4. Do vậy thì các anh chị ngắn hạn nếu như có lợi nhuận có thể chốt khu vực này. Còn vượt ra khu vực này thì chúng ta đang kỳ vọng cái mục tiêu cao hơn là khu vực 86. Điểm mua mới phù hợp đối với CTG nó nằm từ khu vực 41 đến khu vực 42. Nếu như các anh chị có cái vùng mua mới này thì các anh chị tiếp tục mua mới đối với CTG nhé. CTG chúng ta đầu tư tốt nhé các anh chị. RMD. Zemadev phiên ngày hôm nay cũng đã báo các anh chị trong room đầu tư của cá nhân của mình có thể mua thêm và tích cực mua. Thì các anh chị thấy là cái xu hướng giá của nó đang vận động theo cái mô hình kỹ thuật, đó là bullish rectangle, một cái mô hình kỹ thuật cho cái xu hướng uptrend tăng trưởng về mặt trung hạn. Và các anh chị thấy là cái tính chất kỹ thuật về mặt ngắn hạn nhìn sơ qua thì các anh chị thấy nó vẫn đi ngang và sideways, đúng không ạ? Về tâm lý, những cái màu hình nến tại đây tương đối là tích cực, với khối lượng chúng ta thấy lượng cầu tiếp tục mua gom đặt chân vào một cái kỳ vọng là uptrend cho cổ phiếu của Zimadep. Và các anh chị thấy là cái tâm lý hiện tại tâm lý lạc quan. Cái vùng mua mới phù hợp thì nó xảy ra ở khu vực giá 34 thì sẽ phù hợp để các anh chị có thể mua mới, cân nhắc mua mới nhé. Cái mục tiêu mà chúng ta đang kỳ vọng đối với cổ phiếu của Zemadep đó là cái khu vực 36. Vượt 36 này thì chúng ta sẽ kỳ vọng khu vực 39. Đó là cái khu vực chúng ta đang kỳ vọng mục tiêu nhé. Cuối cùng là cổ phiếu RI. RI thì các anh chị thấy là cổ phiếu đang xảy ra một cái xu hướng là giảm điểm nha. Đây, một xu hướng giảm điểm. Với những cái mẫu hình nến gần đây nhất thì chúng ta thấy là cái tâm lý cẩn trọng của cổ phiếu RI. Do vậy thì mà về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu chưa xuất hiện cái vùng để các anh chị có thể mua an toàn. Tuy nhiên thì các anh chị cân nhắc mua mới với tỷ trọng thấp quanh khu vực giá 51x cho đến khu vực 52 của cổ phiếu RI nha các anh chị. Đó là điểm mà các anh chị có thể mua mới được. Cái mục tiêu kỳ vọng sẽ đặt ra đó là các khu vực kháng cự gần nhất tại các cái đường chỉ báo Fibonacci 0.618 cũng như là các cái đường chỉ báo cao hơn tại khu vực giá 55 cho đến khu vực giá 59. Đó là những cái điểm mà chúng ta đang kỳ vọng. Rồi. Như vậy thì đó là 10 cái cổ phiếu được chúng ta cân nhắc và chúng ta khuyến nghị theo cái việc là đầu tư theo cái quỹ ETF VN Dynamic. Thì qua những cái thông tin này mong muốn góp được một trong những cái phần nào cũng như là cái lối đầu tư đúng đắn và tích cực dành cho các anh chị nhà đầu tư tham gia vào thị trường đầu tư chứng khoán. Đối với mình thì cái mục đích đầu tư của chúng ta là phải an toàn trước tiên, sau đó chúng ta mới nghĩ đến những cái vấn đề đầu tư lợi nhuận. Do vậy thì nếu như các anh chị có cái nhu cầu đầu tư và mở một cái tài khoản chứng khoán mới, có thể ủng hộ mình qua cái số tài khoản cũng như là cái số điện thoại mình để tại đây nha các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi video ngày hôm nay của chúng ta nhé.